Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị khách mời đang đam mê sưu tầm bonsai thì trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của Đại Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình bãi kiện của chú Sáu trên đường Cách Mạng tháng 8 gần gia đình Bình Thị, thành phố Cần Thơ của chú anh chị nha. Dạ hôm nay thì chú cũng có một số phôi mai tứ quý với lại một số phôi mai vàng mình đã gửi cô chú ạ. Mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chú ạ. Em xin phép clip chia sẻ với cô chú anh chị ha. Rồi chào chào Phương ơi, chào anh em gần xa nha, cũng cảm ơn anh chị em vừa qua ủng hộ mình nha. Hôm nay mình cũng quay tiếp tục mai vàng sườn chậu nha anh em, mai gút chậu ra nha, còn với mấy gốc tứ quý nữa. Rồi đây là cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng nha anh em, vỏ hộp mình nha. Rồi, cây này không có ghép với anh chơi nha anh em, để nè, ngắt luôn. Thấy rất đẹp luôn, có cầm đều luôn nha. Cái này đâm tượng tơ lúa. Cây này nó có lỗi cái lẫm bị hay chóc mấy miếng da này nha nha. Mà anh em chơi thoải mái nha. Rồi hoàn thân như này là được 23. Dạ rồi. Đường kính bầu 40. Cao 47. Rồi mã số 1 có giá là 300.000 qua xếp toàn quốc luôn. Đế cứ ngắt luôn nha nè. Dạ, cái này anh em chơi đế cốt cành cũng đẹp nè. Nó chỉ có lỗi là lỗi cái bị sâu ăn gì nó chóc bánh da theo nè. Dạ. Rồi tiếp tục là mã số 2. Dạ mã số 2 nha cô chú chị. Mã số 2 cũng một cốt nha nè. Cái này rất đẹp luôn. Cái này tại làm cái bầu cũng vững nha. Dạ. Phôi mai vàng nha. Cũng dẻo rồi, cây thần chậu không nha nè. Rồi hoàn thân được 20. Dạ rồi. Đường kính bầu 30. Cao 75. Rồi mã số 2 có giá là 250.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ, rồi mã số 3 cũng là một em mai vàng nữa cô chú anh chị ha, cũng một cây mai vàng nữa nha nè. Cây này cũng có đế cũng khéo khéo nha, có cây tử đế chặt dây nha nè, có một cây tử nữa cô chú chị, đo bỏ cây tử lên nha nè, làm được 19 luôn. Con cây tử luôn là được 26 nha. Đường kính bầu 37. Cao là 74 luôn. Rồi mã số 3 này có giá là 300.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 4 cây phơi rụng lì nha cô chú chị. Cốt cành có luôn nha cô chú chị ha. Số 4 một cây lùng lực nha, có cốt cành luôn nha đây. Đế nhưng mà có cái nằm chậu luôn, bỏ ra mình chậu nha nha. Rồi hoàn được 17 luôn. Đường kính bầu 33. Cao 50. Rồi mã số 4 này có giá là 250.000 luôn, coi xếp toàn quốc luôn. Rồi số 5. Số 5 cây này cốt cành lực nha nè. Cốt cành bự bự luôn. Cây này nó lùng lực cây cốt cành nè. Cây kia nè, cây cụm tay nè. Cây nhỏ cốt cành. Cốt cành lực luôn nha. Cái da này không biết bị gì mà nó xấu xí hết trơn nha nè. Dạ. Bung bung cho nhiều nha. Cây cũng khỏe mạnh cho nha nè. Rồi hoàn thân được 19 luôn. Đường kính bầu 30. Cao 45 luôn. Rồi mã số 5 này có giá là 500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Đây này nó có bị cái da không biết bị gì mình cũng không biết nha nè. Một tiếng thì cái da nó sợ sụn cái ghê lắm. Còn cái lá đây. Dạ rồi. Rồi mã số 6. Dạ
Dạ, cây này lắc lượn luôn hết cô chú anh chị, cây trực lắc. Sáu cây lùng lực nha em, rất đẹp nha. Kéo nhựa rất là mạnh nha, kéo nhựa nè. Đây đang động ga cho như này. Cái này rất là quái luôn. Ờ, quả thang được 25. Dạ. Trứng bầu 39 luôn. Cao 44 luôn. Rồi mã số 6 này có giá là 500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ 500 nha quý cô chú anh chị. Cái mặt cắt kéo nhựa rất là mạnh luôn nha cô chú nha. Cây rất lực nha nè. Dạ. Rồi tiếp tục là mã số 7. Dạ mã số 7. Cái này đế cũng đặt cũng nhắc luôn. Cái đặt đế nè. Cốt cầm đều luôn. Này lên ra mẹ hết rồi. Đế cũng nhắc cho. Đế tròn màu chân nha nè. Rồi quần thang được 20. Đường kính bầu 40. Cao 60 luôn. Rồi mã số 7 này có giá là 300.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ. Dạ mã số 8. Rồi mã số 8 luôn. Cái này đâm tuột từ lúa cho mà. Lắm này đế cũng gọn đều luôn nha. Đế bài luôn. Rồi hoàn thang được 20 luôn. Dạ. Kính bầu nó 35. Cao là 58 luôn. Rồi mã số 8 này có giá là 250.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 9. Rồi mã số 9. Chính này cũng có đế nha nè. Dạ. Đây cũng một cốt luôn. Rồi hoàn thang được 21 luôn. Dạ. Đường kính bầu nó 36. Cao 60 luôn. Rồi mã số 9 này có giá là 250.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ. Mã số 10. Rồi đế đặt chân như nè. Rồi tốt nhất rồi. Cái đế nó như ba chữ thủy vậy cô chú. Chắc là đặc luôn nha. Nhớ mềm dễ chơi nha nè. Rồi hoành được 18 luôn. Dạ 18. Đường kính bầu được 40. Cao 47 luôn. Rồi mã số 10 này có giá là 300.000 luôn, ba xếp toàn quốc luôn. 11. Một đế nhiều luôn nha nè. Mã số 11 nha cô chú. Nó già quá lên da me hết trơn rồi cô chú. Cốt cầm luôn. Rồi hoàn thăng được 23 luôn. Dạ. Đường kính bầu 40. Cao 63 luôn. Rồi mã số 11 này có giá là 250.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ. 12. Cái này phong cao nha. Cốt cầm đều nha nè. Dạ, đế khá đế. Đế có trong này cho luôn. Nó lên cho mẹ chưa? Rồi hoàn thăng được 23 luôn. Đường kính bầu nó 37 luôn. Cao là 1 mét luôn. Rồi mã số 12. Có giá là 400.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Rồi mã số 13. Dạ. Này lùng lực nha nha. Cái đế luôn. Số 13 nha cô chú. Cái này luôn nha.
thằng được 21 luôn. Dạ. Đường kính bầu 30. Cao 45 luôn. Rồi mã số 13 này có giá là 250.000 luôn, có xếp toàn quốc luôn. Dạ. Mã số 14 nha tôi. Rồi 14. Cây này cốt cành có cạnh đều cho tôi ha. Đế nó gom củ đế luôn rồi. Còn thang được 22 luôn. Dạ. Đường kính bầu 34 luôn. Rau là 76 luôn. Rồi mã số 14 được có giá là 300.000 luôn, coi xếp toàn quốc luôn. Dạ. Cái lùng lực luôn, cái quái luôn nha nè. À, để cái đầm đầm thôi. Đây là cái quái nha. Đánh tủ luôn đó cho. Nó lên cho nè. Mình thăng được 18 luôn. Dạ. Cao 30. Đường kính bầu 38 luôn. Rồi mã số 15 này có giá là 500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ 500 nha cô. Là một cây quái luôn. Quái luôn. Rồi 16. 16. Cái trục một cốt nha. Đây cốt cành cũng đều luôn nha. Rồi quần thang được 21 luôn. Dạ. Đường kính bầu 13-33 luôn. Cao 61 luôn. Rồi mã 16 này có giá là 250.000 luôn, con xếp toàn quốc luôn. Dạ. Rồi mã số 17. Cây này phong lùng liền. Lùng lực luôn nhanh em, tế điệu cho luôn. Cây này đế nhóc chân nha, đế đường gan luôn. Cây này chơi bonsai lùng lực nha nè. Rồi quanh được 19 luôn. Dạ. Đường kính bầu nó 34 luôn. Cao 37 luôn. Rồi mã số 17 có giá là 300.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Rồi 18. Cây một cốt luôn. Dạ, một cốt này có hai cái rễ này là muốn lên sụt trứng nha nha. Dạ. Cốc cho trứng rễ là lên đấy, trứng cho có hai rễ. Rồi hoàn thăng được 20. Kính bầu 34 luôn. Cao 80. Rồi mã số 18 này có giá là 300.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Rồi mã số 19. Mã số 19. Một cốt luôn nha nha. Cao luôn. Rồi hoàn thăng được 21 luôn. Dạ. Đường kính bầu 31. Cao 70. Rồi mã số 19 này có giá là 250.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ rồi. 20. Dạ. Cây tứ quý nha nè. Tứ quý bonsai cho cô chú anh chị. À, lùng lực luôn. Để ngắt chân nha nè. Rồi mình thăng được 22 luôn. Dạ. Rồi đế được 100 luôn. Cao là 20-33 luôn. Rồi mã số 20 có giá là 1.800.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Rễ nem dòm nhỏ mà rễ cứ ngắt chân nha nè. Nhưng mà để đặt cho cây tứ quý nha. 21 luôn, một cây mai vàng luôn. Giới thiệu luôn nha nè. Tụt từ lúa cho mình nha, có chú chị đế bài luôn ạ. Rồi mình thăng được 20 luôn.
khẩu 38 luôn, cao 60. Rồi mã số 21 là có giá là 250.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Yeah. 22 này cây cốt cần lực nha nè. Cốt cần luôn. Cái này chỉ cần lực luôn. Rồi quanh được 20 luôn. Yeah. Được kích bầu 34 luôn. Cao là 65 luôn. Rồi mã số 22 này có giá là 300.000 luôn, có xếp toàn quốc luôn. Cây này lùng lực rất đẹp nha nha. Cây này đế cũng có củ đế nha nha. Đế cuộn cuộn luôn, đế nhóc đế cho luôn. Rồi hoàn thành được 23 luôn. Dạ. Đường kính bầu 36 luôn. Cao là 52 luôn. Rồi mã số 23 này cái giá là 350.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 24 là cây tứ quý luôn. Đấy cũng đều luôn. Dạ coi tứ quý, cây này cốt cành có khá đó cô chú anh chị. Đây để đặt cho anh này nha nè. Rồi hoàn thành được 24 luôn. Đường kính bầu 50. Cao là 93 luôn. Rồi mã số 24 được cái giá là 1.500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Một cái tứ quý luôn. 1.500.000 một cây tứ quý luôn. Dạ tứ quý mã số 25 một cây bonsai lùng lục luôn. Cây này nguyên cái củ rất đều nha nè. Dạ nhìn giống như dán thú vậy đó cô chú. Cái này là nó chắc độ là nguyên bụi gì nha nè. Chặt đâu dính cứng ngắt chân nha nè. Cây này mình cũng thấy nó liền do hết trơn. Dễ chịu bên, có chút bất lực đó. Dạ bên đây thấy có ấy nhưng mà mình ấy thấy một bên như vậy, còn bên đây ấy mình không có thấm phá ra hết trơn nha nè. Trong đây nó cũng ấy trơn, nó liền do hết trơn nha nè, không có đất trời gì được. Cái này khó đo, đo 20-30. Nên mình đo tốt trên ngọn trên đây là nó 58 nè. Rồi đo chỉnh đây chút xíu thôi mà nó tới 63-62 luôn nè. Nó đo chỉnh cái này là 6 mấy nè. Đó, đo tốt trên ngọn này là 58 nè. Tốt trên ngọn là không có chỗ nào nhỏ hết trơn. Đó, tốt trên này ở trên nè. Đo giờ là 58 nè, tốt cho này nha nè. Đó, đo Mỹ trên này là 5 mấy nè. Đó. Còn cái này là nó 60, 6 mấy là bình thường nha. Còn củ nở với này là tới 68 nha. Còn đo đoạn giữa này thì 63. Tốt trên này, tốt này là 58. Ba chỗ cho anh em tham khảo nha. Đường kính bầu của nó là 68. Cao được 55 luôn. Rồi đế đặt nó là 170 luôn nha nè. Rồi mã số 25 này, mã số cuối này có giá 12 triệu bao xếp là toàn quốc cho anh em chơi nha. Dạ 12 triệu nha quý vị. Cái này cây tứ quý nha. À, cây này sát luôn. Anh em nào muốn giật ngủ phút thì cắt bỏ tược này nha. Dạ. Cắt sát đây luôn. Lấy 5 tượng này thôi, 4 tượng hay thôi. Nó muốn ngủ ngủ phút thì cắt bỏ tượng này rồi. Lấy 2 tượng này với tượng chủ này với 2 tượng đây thôi. Đá như dán thú vậy đó coi chú anh chị. Cây này nó có một cái rễ hay lũa nha, quên chỉ cho anh em nha. Để thay giao tới anh em cái rễ lũa này kia, nó có lỗi rễ lũa nha. Rồi cuối clip cũng chúc anh em nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc nha. Xin chào tạm biệt anh chị. Dạ xin chào tất cả.
hôm trước thì